nay tôi không nên có mặt ở đây, nhưng mà tôi đang có mặt ở đây để tôi đi học. Ok. À, hôm nay tôi sẽ làm kim hoàng. Chuyện tranh của tôi vẽ lúc mà tôi học lý á. Sao mà không học lý mà đi vẽ tranh? Tại vì tôi không hiểu gì hết trơn á. Tôi mới được cái này à. Sao mà không vẽ mình đang chơi Minecraft? Nên là tôi tính vẽ mình chơi Minecraft, nhưng mà mình chưa kiếm được 673.000 tỷ luôn. Thì mà kiếm được tôi sẽ vẽ cho mình. Hello đây. Bà nói đi. Rồi bà nói đi. Tôi đang giữ hai cây kẹp này. Xong tôi thấy cây kẹp này đẹp hơn. Ủa, cái kẹp cái nơ của bà đâu rồi? Kẹp nào? Kẹp Ngọc Nhã làm cho bà. Kẹp đó tôi để ra. Tại sao mày vô đây? Mày vô đây để mày đi học hay mày đi chơi? Đúng rồi, tao vô đây rồi lấy đứa tên mày đi dành. Để mày thay đổi không khí học tập đúng không? Nhưng mà đúng mày rồi. Vô đây để mày thay đổi địa điểm bấm điện thoại. Hello mọi người, tôi tính học ở đây tới 11 giờ rưỡi nhưng mà không, những đứa này đã làm thay đổi kế hoạch của tôi. Đi. Bây giờ ấy là tôi định học tới 11 rưỡi rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ cho bây giờ mới 10 giờ thôi. Tạm biệt cái chương trình. Escape khỏi cái room này hả? Vì trọng đại nên giữ im lặng luôn. Ê, nhưng mà mình bỏ Trung Nguyên lại hả? Đúng rồi, kể cho Trung Nguyên thôi. Trung Nguyên ơi. Trung Nguyên. Trung Nguyên. Tại tao yêu mày quá. Đi về, đi về, nó sao đây? Skip, skip. Ê, còn mình con Trung Nguyên ở trong chỗ. Skip, skip. Sau đó mình có đi ăn kichi với Thu Trang và nhận được lưu bút từ Hiển Minh, Thùy Anh và Thanh Vi. Sáng hôm nay thì mình có lên trường để học lý, học 4 tiết luôn á. Tối hôm đó thì mình có đi cắt hai đôi kính, một kính là tròng đổi màu và một kính là không đổi màu. Hôm đó thì mình có dạy em mình học tiếng Anh như thường lệ và mình có hẹn đi cà phê với Diễm. Nhưng mà mình lại quên làm quà cho Diễm từ tối hôm trước, nên là mình phải gấp rút để làm món quà này. Kịp giờ. Hello. Hello các bạn. Bây giờ là 1:20 sáng. Lát nữa 10 giờ mình phải đi về quê. Nhưng mà giờ mình vẫn còn đang miệt mài viết luận mọi người. Tại vì thằng bạn mình nó nhờ mình sửa bài luận cho nó. Mà mình sửa cho nó quá là có tâm luôn. Cái xong mình nhìn lại bài luận của mình thấy nếu như mà mình không sửa lại bài luận của mình thì quá có lỗi với bản thân. Nên là bây giờ mình muốn ngồi ở đây mọi người. Đấy. Tại vì á, mình mới về quê một tuần nên là mình bắt buộc phải viết xong trong buổi tối này. Nếu không viết xong thì sẽ không còn cơ hội để sửa nữa. Nên là yeah, viết luận thôi. Thật sự luôn á, nãy giờ kẻ ô thôi mà chưa xong nữa mọi người. Để chi mà có visa rồi thì giờ đâu có ngồi đây đâu, giờ đi ngủ rồi. Mọi người, bây giờ là 2:40 sáng. Mình mới viết xong mà kiểu viết kiểu có một vài chỗ sai á, nhưng mà thôi kệ, quá mệt mỏi rồi, không thể nào mà thức nổi nữa, kiểu thôi tới đây thôi, quá mệt, nó điên cái đầu luôn. Đây là nhà mình đang cúng mùng 5 tháng 5 á. Bữa tối hôm đó thì mẹ mình với dượng mình rảnh quá leo lên trên cần gác mái á, để quét làm đúng mà tôi lệnh mắt. Ê, thì không có thư cái gì này, hồi giờ tôi chưa lên. Khám phá coi có để vàng để gì trong đây, hôm nay chị em mình lấy. Thấy vậy tôi đâu biết cái gì này đâu mà. Thì có ai thấy ai biết, giờ có cái thang này mới lên nữa chứ. Nó có rác này quay không Khương thấy.
quét bớt được không ạ? Lâu lâu dọn vô mình dọn. Ngày không dọn, mày điên lắm rồi đó. À biết hồi vừa tôi có leo lên đây đâu mà. Ai dám leo. Thôi không có leo chứ thằng mẹ. Nó sạch trơn luôn thấy giờ bỏ gì lên đây cũng sướng thấy không Lịnh? Ừ, chứ mà dọn bỏ cũng thu khiến. Hả? Chứ mà dọn bỏ thu khiến lên dọn không à? Mà biểu không đi dọn. Ngày hôm nay thì mình có đi chơi biển. Biển bữa đó rất là đẹp, chụp được rất là nhiều hình luôn á mọi người. Và đây là một số bức ảnh mà mình đã chụp được nè. Đó, nhìn coi ảnh có chill không? Quá là chill luôn. Những ngày này thì mình chủ yếu dành cho gia đình nên là mình không có quay gì nhiều hết trơn. Hello các bạn. Tự nhiên tôi mới vừa quay lên cái xong cái tôi nhận được cái này của Văn Lan. Em tính ra là không có đăng ký, không có gì Văn Lan luôn. Tự nhiên nó gửi về. Để coi coi trong đây có gì nha. Sẽ mở ra. Ê, không biết sao. Xin Trần Phú một ngày nha mọi người. Nhưng mà sao ngày hôm nay thì mình bệnh sốt 40 độ luôn. Thì hôm nay mình trốn vô lớp A1. Nhưng mà lớp này có con nhỏ mình ghét mọi người. Nhưng mà cái số người mà mình quen biết trong cái lớp này nó lại nhiều hơn cái số người mình ghét, nên là mình phải chui vô đây. Hello các bạn. Bây giờ tụi mình đang ở Trần Phú học lớp A1, đang học tiếng Anh các bạn. Không có đề cương, không có đề cương gì hết, nên là giờ quay thăm lớp. Mình nhớ là bữa đó mình đâu có nói cái gì đâu ta, mình sao quay lên á, mình nói nhiều dữ vậy, mình không hiểu luôn á. Cái khúc này là mình đang làm bài tiếng Anh và Uyên Uy thì đang làm toán. Giờ mình mời mọi người coi Hen Di học tiếng Anh nha. Đó, mọi người phải ngồi trong cái lớp này mọi người mới thấy được cái sự hào hứng của Khang Di. Chứ mọi người mà coi qua clip này là chỉ bằng 1/10 thôi. Thôi cái khúc này chán lắm, chắc không có ai muốn coi đâu nên thôi tua qua nha. Đây là để ta chụp hình mấy rồi. Tại vì các bạn qua lớp chúng mình coi chừng gặp bạn đúng rồi đó. Hello đây. Hello. Đó mày post rồi sẽ được lên vlog của tao. Nó học bài định chơi mà nó qua Trần Phú. Ờ đúng rồi đó. Tao đâu có thích đâu. Tao nhận ra là tao nhận ra là tao yêu mày đến chi lắm. Đó, Hải Dương kìa, thấy không, để zoom lên cho coi nha. Nè, công chúa ngủ trong lớp học nè. Đó. Sau đó thì tụi mình có chụp với nhau vài tấm hình để làm kỷ niệm á mọi người. Đó, giờ tới khúc unbox quà của Liên Minh Thư. Đây là quà của Liên Minh Thư tặng mình. Giờ hôm nay mình sẽ unbox nó nha. Nhìn có vẻ rất là
là sang. Bây giờ đây nè, trời ơi mình xịn quá nhỉ. Ấy nè, nhìn xinh quá, xinh không, xinh không thể. Trên lặng 5 giây, tôi nghĩ tôi không thể nào bị trừ điểm nhanh như vậy được. Theo Linh Trang nè, đây ghi nè, Bác Kiều nè, Hải Đăng Ngu nè. Đó, đây là quà Liêm Thư tặng nè. Những ngày sau đó thì cũng gần tới ngày thi đại học nên tụi mình không có nhiều hoạt động vui chơi. Nhưng mà sau đó thì có rất nhiều như mọi người đón chờ vlog sau của mình nha.